không sinh, em thấy nhiều người sinh em không sinh mà. Thế mọi người bảo có duyên thôi. Chào Hà, vâng ạ. Em mà có chồng mà ngồi mà lai mà nói chuyện như thế này chắc là bị oánh. Xin sao được bán đấy. Chồng con đi đâu rồi chị? Ôi chị, hiện tại chị đang ở nhà một mình. Chị thích các bạn ở trong cộng đồng LGBT. Ai rảnh đâu mà nói chuyện cùng. Đây em thấy nhiều người nói chuyện đây. Ui em nhớ ngày đầu tiên, em nhớ ngày đầu tiên em livestream buồn cười lắm. Bây giờ là em quen rồi đấy. Ngày đầu tiên em live buồn cười lắm. Em không phải idol gì đâu nhá. Em chỉ rảnh em lên TikTok là em nghịch thôi, chứ em không phải idol gì đâu nhá. Chị bao tuổi, em bao nhiêu tuổi? Mọi người đoán đi. Để mọi người đoán. Dài.